đang điểm disco ha. Nói chung mình con tôi đờn cái này nó khoái lắm, nó nhảy tựng tựng luôn các bạn ơi. Rồi ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay sửa soạn lại cây đàn cũ của mình các bạn ơi. Nói chung cây đàn này mình mua cách đây rất là lâu rồi nha. Lúc mình mới biết về cây đàn guitar đó, mà sau mười mấy năm thì thật sự mình giờ cũng chưa biết gì. Nói chung cây đàn này mua cách đây 13 năm rồi nha các bạn. Năm 2008 tới giờ đó, lúc đó mình mới tập chơi thôi. Hồi bữa hổm thì mới mua cây đàn mới rồi. Nhưng mà cây cũ thì nói chung là cũ nhưng mà âm thanh nó còn im lắm nha các bạn. Đấy. Nói chung âm thanh còn chất lượng lắm nhưng mà dây đàn này cũng đã lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video thay cái bộ dây đàn mới nha các bạn. Này. Dây đàn này là 6 màu nha, mình mua trên Lazada đó. Nói chung là cái bộ dây đàn này 6 màu mà rẻ các bạn. Mua có 15 ngàn hồn ơi. Mình đặt được 3 bộ luôn. Này nó có biết gì không? Này là mình thay dây hai đây nè, dây đàn mà kêu là dây đàn đó biết không? Biết không? Đó hoa hồng rồi, phút ngồi yên nha, để mà làm nha, để ngoại nha. Đây nó có nói chung là mấy màu luôn các bạn ơi, màu đỏ, màu xanh, màu hương gì cũng đúng chân nè. Rồi giờ mình sẽ tiến hành thay nó. Nói chung là còn được nhưng mà mình thay nó luôn. Tại vì dây này cũng lâu quá các bạn ơi. Lâu lắm lâu rồi không có chơi cho nên là nó có lẽ nó cũng đã dùng rồi, nên thôi mình thay luôn. Nói chung cây đàn mới thì mình cũng mới mua, mình cũng để tập luôn nha các bạn. Khi nào rảnh thì mình chơi nha. Tại vì cây đàn cũ này cái đàn nè. Tại có mấy đứa con mình á, nhiều khi nó cũng hơi bay bay bay. Xài cái đàn cũ mình tập mà, khi nào mình tập thành thạo mình chơi cây đàn mới. Nói chung chơi được 2 cây đó, chứ không phải là mua mới rồi nói cũ không phải nha. Nói chung cây này cũng còn xài im lắm. Nhưng mà có cái thật cũ thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà làm như âm thanh nó càng cũ, âm thanh nó càng hay các bạn ơi. Tôi thấy âm thanh cũ cũ nhưng mà sao nghe thấy hay lắm á, chất lượng lắm. Âm thanh là tuyệt vời luôn á. Nói chung là dây đàn mà mình mua lẻ cũng có đó nha các bạn. Nhưng mà sẵn thay thôi mình thay nguyên bộ luôn. Nhưng mà thường mấy cái dây đàn mới mình thấy làm như mình không có gành vậy như này. Nhưng mà mình thấy nó đàn mới là dây nó chưa giãn á. Âm thanh nó thì nó không hay bằng cái dây cũ. Theo mình thấy là vậy, không biết phải không. Vô không? Không. Không vô. Ok, em vô thôi, khỏi mở cửa này em vô không quậy dữ lắm. Vậy cũng đúng chân á. Nói chung hiện tại mình đang nghiên cứu học guitar các bạn ơi. Nhưng mà không có đi học thầy nha, mình học trên mạng với lại tìm kiếm tài liệu tự học các bạn ạ. Nói chung bây giờ mình đi học thầy nữa, biết chừng nào mới có thời gian nữa. Nói chung giờ không có thời gian nhiều các bạn. Đi làm xong rồi về không có thời gian.
luôn các bạn ơi. Đó, lâu quá lâu rồi, phải bỏ đi. Ba nè. À, đấy. Giờ mình chùi sơ sơ cho mấy cái càn này nó sạch sạch, chúng ta mình thay dây vô đánh chơi. Đó. Nói chung bữa hổm tôi cũng chùi hết lần rồi, nhưng mà sẵn bữa nay thay dây cái mình chùi thêm lần nữa. Ờ, chỗ mấy cái cần đàn này thấy vậy chứ nó nguội lắm các bạn ơi. Chậm bóp chùi á, ba chậm bóp chùi á. Thôi, được rồi, chùi rồi, chùi sơ sơ được rồi. Nhất là mấy chỗ này nè, bụi đóng đầy luôn đây nè các bạn. Thấy cái đạo này chứ mười mấy năm chứ cũng còn bóng lắm, nhưng mà nó có hư đây chút đỉnh à. Với lại bị lủng đây hết lỗ mà. Nhưng mà âm thanh còn rất là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không? Rất thích hợp cho những người mới tập chơi. Cây này hồi xưa rồi tôi mua 420 ngàn các bạn. Với chậu bóp đi đấy. Tại thành phố Sa Đéc nha, chỗ tiệm Thu Hà, đường Nguyễn Huệ ở dưới phường 1 dưới đó. 420 ngàn. Lúc đó 420 ngàn, cách đây mười mấy năm là cũng khá khá đó, nhưng không giỡn đâu. Lúc đó là cũng gần tháng lương của tôi đó các bạn. Hồi xưa tháng lương của tôi là 600 ngàn, mà tôi mua cây đàn hết là 420 rồi, các bạn biết là cũng có giá trị lắm chứ bây giờ. Hồi xưa tôi hồi xưa một ngày là có 20-20 mấy ngàn à, mà dám đi giáp tiền đi mua cái đàn 400 mấy chục ngàn gần tháng lương. Ở đây nó không có đánh số mấy hết trơn, nhưng mà mình gờ gờ biết các bạn á, chứ cộng đồng bự nhất thì là dây mì, còn dây nhỏ nhỏ chút xíu nữa là nhỏ nhỏ chút nữa là dây rê, xong rồi tới dây son, dây si, dây miếng nha. Mì là son si mi, mì pha son là si do re. Nói chung bộ dây này rẻ các bạn, biết ba ship phía sau bán có một bộ dây gì mà bán có 15 ngàn thôi. Đây tội lỗi này lỗi dở không biết. À, chưa có xong rồi. Rồi xích ra đi. Cái chung này có màu nhìn nó cũng lạ. Chưa. Nó nổi yến với bá lạ, cốt quậy và sẽ bá lạ. Cái người nó không. Làm như hư hư đợt mà hả hết sao? Lấy dài ra, lấy dài ra. Nói chung cách thay dây đàn này mình cũng coi trên mạng thôi nhé các bạn. Dây đàn này nói chung cũng rất là dễ thay thôi, cũng đơn giản chứ không có phức tạp đâu. Kẹt tay đi nha.
chung là dây mình đã lên căng lên rồi, nhưng mà nói chung là dây nó không có theo thứ tự rồi. Giờ mình sẽ lấy cái phần mềm để mình căng cộng mấy cộng dây đàn lên cho nó đều nhau nha. Đó, cái phần mềm của mình là guitar tune nha các bạn. Chậm chậm bớt guitar tune. Nói chung nãy giờ mình cũng đã xoay dây thành công rồi các bạn ơi. Thành công. Đó, nếu mà bạn nào mà chưa biết cách xoay dây á, mình lên trên mạng á, tải cái phần mềm Guitar Tuna này nè, đó. Cái biểu tượng này nè là về mình xoay dây rất là chuẩn luôn nha các bạn. Nói chung là rất là nhanh luôn. Còn nếu không thì mình xoay theo kiểu cả mâm thì nói chung nó hơi khó thôi, theo kiểu bấm phím như đây nè. Đó, bạn nào nếu mà cả mâm tốt thì mình xoay dây đàn theo trên đây, còn nếu không thì mình sẽ tải cái phần mềm Guitar Tuna về đó, nói chung âm thanh rất là chuẩn á, mình soi vậy thấy nó cũng rất là nhanh luôn các bạn. Nói chung sau một khoảng thời gian thì cái dây đàn mình nó cũng tạm ổn rồi các bạn ơi. Nói chung nó cũng đã vô rồi đó. Như đây được các bạn ơi, hôm nay chia sẻ cho các bạn cái video thay dây đàn của cây đàn cũ thôi để mình tập chơi nha. Nói gì Phúc Ca đi ba đàn hay sao? Phúc Ca bán gì? Đàn đi ba đàn đi. Đàn điệu disco ha. Đàn cái này nó phái lắm, nó nhảy tựng tựng luôn các bạn ơi. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Nếu nào bạn nào cảm thấy thích video này thì hãy like, share, video cho mình nha. Và đồng thời nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Rồi, ok, bye bye. Rồi, vô nè.